Chào anh em nhé. Shop bán phụ kiện đồ chơi, phụ kiện đồ ngụy trang săn bắn, gửi lời chào toàn thể mọi người. Có một clip xin gửi tới tất cả anh em nhé. Những tất cả các mẫu quần áo ngụy trang mà bên shop đang kinh doanh thì các bác vui lòng xem kỹ video. Cần những mẫu quần áo nào thì vui lòng liên hệ với shop theo cái số điện thoại ở bên cạnh tiêu đề hoặc số điện thoại bên dưới màn hình nhé. Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bác từng bộ một, từng loại ngụy trang một mà shop đang cung cấp và sẽ có giá để các bác nắm được nhé. Đầu tiên tôi giới thiệu từ cái loại rẻ tiền nhất nhá, rẻ tiền nhất để cho các bác nắm được này. Đầu tiên đó là bộ quần áo rèn ri màu xanh, rèn ri màu xanh, màu rèn ri màu xanh này. Thì cái mẫu này mẫu rẻ tiền nhất là 170.000 nhá các bác nhá, mẫu này mẫu 170.000. Đây, các bác vui lòng mua hàng thì bảo là tôi lấy bộ quần áo rèn ri xanh 170 này. Tiếp theo là mẫu quần áo rèn ri nâu, quần áo rèn ri nâu nha. Hàng này cũng là hàng rẻ tiền thôi, hàng giá bình dân, hàng này đắt hơn một chút, đó là 210 cho bộ quần áo rèn ri nâu. Các bác vừa theo dõi màu này, vừa theo dõi tên này, vừa theo dõi giá này để các bác nắm được nhá. Tiếp theo thì sẽ là bộ quần áo rèn ri đốm nhá. Cái này tôi gọi là rèn ri đốm, tôi đang mặc cái quần đây này, tôi đang mặc quần đây, còn cái này là cái áo nhé. Bộ quần áo rèn ri đốm này thì sẽ là 400.000 các bác nhé, 400.000 cho bộ quần áo rèn ri đốm này. Các bác lưu ý này, bộ quần áo rèn ri đốm này là 400.000 là chỉ có quần và áo, trên áo là có sẵn cái mũ này nhé, chưa có thêm cái mũ lưỡi chai đâu. Cái mũ lưỡi chai mà đúng cái màu rèn ri đốm này này thì các bác có cần thì các bác sẽ phải mua thêm nhé, mua thêm. Và cái mũ này cũng có bán lẻ luôn nha các bác nhé, bán lẻ luôn là 100.000 một cái mũ này. Đấy. Đây, rèn ri đốm, quần áo và mũ. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là cái mũ ngụy trang màu đá khô. Hai cái mẫu này. Một cái mẫu thì là màu pha đỏ nhiều hơn, một mẫu pha xám nhiều hơn. Tùy từng thời điểm nhá, thời điểm có hàng nào thì gửi cho các bác hàng đấy. Hai mũ này, hai mũ lá cây khô. Thế còn nữa là còn cái bộ quần áo ngụy trang màu lá khô là màu giống như cái mũ này. Thì hiện tại bây giờ tôi chỉ có size to thôi, còn size nhỏ mấy hôm nữa mới có nhá. Thì cũng sẽ có cái hàng đấy, hàng đấy là giá của nó là 550 cho cái bộ quần áo lá cây khô này nhá. Tiếp theo đến quần áo ngụy trang gọi là tua, tua lá cây, tua lá cây này. Tua lá cây có nghĩa là quần áo lưới được đính tua lá cây lên. Đây các bác xem rồi. Đấy. Quần áo lưới này được đính những cái tua lá cây lên, gọi là quần áo lá cây tua. Bộ này gọi là bộ lá cây tua nhá. Bộ lá cây tua này thì có mũ sẵn lên trên này luôn, và giá của nó sẽ là 400.000 cho bộ quần áo lá cây tua này. Đấy. Thì bây giờ tiếp theo đến bộ cuối cùng, đó là bộ ngụy trang theo kiểu đống rơm, thì tôi gọi như vậy nhá. Bộ này là bộ tua đống rơm, bộ dưới vừa nãy 400 ấy là bộ tua lá cây. Thì đối với bộ tua đống rơm này thì sẽ là 550.000 nhá các bác nhá. Đấy là các bác đã nắm được giá công khai của từng bộ một. Các bác cần bộ nào thì các bác cứ alo trực tiếp để trao đổi với cái shop nhá. Thế còn giá này là tôi đang báo giá thời điểm hiện tại. Thế còn những thời điểm khác thì có thể là hàng lên hàng xuống, thì các bác cứ alo trực tiếp để trao đổi trực tiếp với shop cho nó rõ ràng nhá. Đây là giá tôi đang báo giá thời điểm hiện tại giờ. Bộ này là bộ tua đống rơm. Bộ tua đống rơm thì có nghĩa là nó sẽ nhiều tua giống như là đống rơm, giống như là rơm như cỏ ấy. Đây là cái mặt trong, mặt trong khi các bác mặc xong các bác lột cái mặt ngoài, mặt trong ra phía ngoài này để nó không có tua. Thế còn các bác mà mặc ấy thì các bác sẽ phải lột cái mặt ở ngoài ra phía mặt ở ngoài ra ngoài này. À, bộ này gọi là bộ tua đống rơm. Tua đống rơm. Còn bộ vừa nãy gọi là bộ tua lá cây, các bác phân biệt kỹ cho tôi nhá. Nhiều một số các bác là không phân biệt được, là bảo là muốn mua bộ đống rơm nhưng mà lại nói nhầm thì shop lại gửi thành bộ lá cây đấy, bộ tua lá cây đấy. Đây là bộ tua đống rơm nhá, 550.000 đấy các bác nhá. Thế là các bác đã nắm được các mẫu quần áo ngụy trang, giá các bác có nhu cầu cần mẫu nào thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với shop nhá. Xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau. Còn rất nhiều sản phẩm phục vụ cho anh em đam mê săn bẫy ngụy trang nhá. Rồi xin chào.